chào tất cả các bạn nha. Hôm nay buổi chiều thứ bảy cũng có mấy anh em đi vô câu lạc bộ lớp Ken nha các bạn, ở Chợ Gạo. Bây giờ mình mấy anh em cùng mấy anh em vô giải trí, vô quýnh bia các bạn, vô giải trí cùng với fan của mình nha. Đây là câu lạc bộ Bia Ken nha các bạn. Đó, các bạn thấy này cũng có mấy anh em ở thành phố Mỹ Tho xuống giao lưu, mấy anh đi giải trí với Bia các bạn. Mình thì mình không biết chơi môn này. Giờ đi giải trí này, câu lạc bộ này cũng hoành tráng nha các bạn. Nếu mà các bạn nào ở Chợ Gạo biết câu lạc bộ Ken nè. Nếu mà các bạn có ở Mỹ Tho thì ghé ủng hộ qua tiệm nha khoa làm răng của ảnh nha, ảnh chuyên về bên răng nha. Đó. Cái này là ảnh tên Gắm nha, nha khoa thành phố Mỹ Tho. Trời ơi sao dữ vậy? Còn anh này anh Kinh Phụng cũng là bên hàm răng hàm mặt luôn, còn anh này là anh Trực cũng tiệm sửa xe Trực thành phố Mỹ Tho luôn nha các bạn. Hello hello. Đó, các bạn nào ở thành phố Mỹ Tho ghé ủng hộ ảnh nha. Được rồi đây. Thôi kệ, để cho mấy ông quýnh đi. Mình đi chơi vui vui. Chứ mua này anh cũng không. Dạ quýnh mấy chục điểm. Bây giờ quýnh mấy chục điểm nè. Quýnh hết điểm thôi, 30 điểm. Rồi 100 một bàn. Thử cà phê. Rồi quýnh nhau lâu đi, quýnh cứ quýnh nhau lâu đi. Bảo bảo trong trong tài bảo này là trong tài bảo nè, bảo gì điểm trăm điểm bảo. Tài vậy chạy tài ghi tài, tài trong trong tài đi. Đây là cùng mấy anh em nha các bạn. Mấy anh em này ở Mỹ Tho không các bạn? Rồi rồi em không quay quay cho khác. Rồi. Này coi coi anh Gắm thành phố Mỹ Tho địa bàn nè các bạn. Này là tay nha, tay gốc gốc Việt, người 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 Tây quýnh nè, nó giò gà ăn rồi lụm giò gà liền. Một bảo điểm ghi lại.
Rồi giờ tới đội bên Nha Phào quýnh nha các bạn. Đây là bên đội sửa xe quýnh nha. Cái này là bên đội sửa xe nha. Cái này là bên đội sửa xe quýnh nha. Đó, đội sửa xe quýnh nha các bạn. Cái này tại anh không liếm thôi. Tại anh không có liếm thôi. Rồi, không biết liếm. Rồi, giờ tới đội Nha Phà quýnh. Thank you.
Em để ít hơn bình thường nó đúng nè. Cái bánh nghe đẹp đúng nè. Vậy gom hơn sáu cũng đây nè, đấy giờ thả sáu cũng trúng như vậy. Đây là giờ cũng tạm cuộc nha các bạn, giờ mình xin phép về nha.